Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong chương trình vật lý lớp 10 của bộ sách cánh diều, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn giải cái bài tập trong sách bài tập vật lý. Đó là cái bài số 4, bài chuyển động biến đổi. Thì cái bài số 4 này nó gồm có rất là nhiều câu hỏi, đúng không ạ? Nó từ câu 1.35 cho tới câu 1. Đây các bạn chờ thầy chút, thầy mở sách giáo khoa ra nha. Nó từ câu 1.35 đến câu 1.65. Như vậy là trong video này thầy không thể nào giải hết được. Bây giờ trong video này thầy sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn các câu từ 1.35 cho tới câu 1.43 thôi. Và trong video số 2, số 3 thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục những cái video, những cái bài tập đó. Và hôm nay thầy trò chúng ta chỉ đi giải từ câu 1.35 cho tới 1.43. Nó thuộc trang 12 và 13 của bộ sách bài tập vật lý lớp 10. Câu đầu tiên: các công thức về chuyển động có thể được sử dụng cho câu A chỉ chuyển động theo đường thẳng, câu B chỉ chuyển động theo đường cong, câu C chuyển động theo đường tròn, câu D tất cả các dạng chuyển động. Thì chúng ta nhận thấy rằng các công thức trong động học chất điểm đó, từ học kỳ 1, từ đầu bài, từ bài số 1 đến bây giờ, chúng ta nhận thấy ví dụ như đối với chuyển động thẳng đều nè, đối với chuyển động thẳng nhanh nhanh đều nè, đối với chuyển động thẳng chậm dần đều nè, đối với sự rơi tự do nè, như vậy quỹ đạo của nó đều con đường thẳng. Và các công thức này, các công thức về chuyển động chỉ sử dụng, có thể được sử dụng cho, đó là chỉ chuyển động theo đường thẳng. Như vậy cái câu số 1 đáp án đúng của các bạn chọn đáp án A cho thầy. Đúng chưa? Chúng ta thấy đầu năm giờ chúng ta chỉ xét những loại chuyển động theo đường thẳng thôi. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 36. Nếu vận tốc ban đầu của một vật bằng 0 thì quãng đường vật đi được trong thời gian t và với gia tốc là 9,8 m trên giây bình phương sẽ là bao nhiêu? Như vậy, bây giờ người ta nói nếu vận tốc ban đầu của vật bằng 0 thì thầy có thể tóm tắt V0 này bằng 0. Thì hỏi quãng đường vật đi được là bao nhiêu? Đúng không? Thì quãng đường vật đi được trong thời gian t và gia tốc khi có gia tốc A nè sẽ bằng là 9,8 m trên giây bình phương và đi với thời gian t, đúng chưa? Với thời gian t thì hỏi quãng đường là bao nhiêu. Thì bài này chúng ta dùng ngay cái công thức tính quãng đường đi được trong chuyển động biến đổi, đúng chưa? Biến đổi đều. Tại vì gia tốc của chúng ta là hằng số, như vậy đây chuyển là chuyển động biến đổi đều. Mà trong chuyển động biến đổi đều thì chúng ta có công thức tính quãng đường đi được S bằng V0 nhân T cộng 1/2 A nhân T bình phương. Và các bạn thế số vào, V0 chỗ này bằng 0, thầy không ghi, đúng chưa ạ? Như vậy chỗ này còn 1/2 gia tốc A của chúng ta là 9,8 nhân cho T bình. 9,8 chia 2 thì được là 4,9 T bình phương. Như vậy cái câu số 1.36 chúng ta chọn đáp án D. Câu 1.37: một quả bóng được ném xuống sàn và nảy lên theo phương hợp với phương ngang một góc nào đó. Như vậy ban đầu ném xuống dưới sàn đây, mặt sàn đây, và nảy lên theo phương ngang, và nảy lên theo phương hợp với phương ngang một góc nào đó. Như vậy nó nảy lên, nó hợp với phương ngang một góc alpha đây, đúng chưa? Sau đó nó chuyển động theo phương ngang của quả bóng, như vậy nảy lên và chuyển động theo phương ngang của quả bóng. Như vậy khi nó chuyển động theo phương ngang của quả bóng thì cái trọng lực B này nè, nó không có gây ra, nó không làm, nó không ảnh hưởng đến chuyển động theo phương ngang. Như vậy đây chính là, do đó các bạn hiểu rằng khi nó chuyển động theo phương ngang thì cái trọng lực B này nó vuông góc với phương chuyển động, nó không có ảnh hưởng đến quá trình chuyển động theo phương ngang. Như vậy chúng ta thấy cái câu số B không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, đáp án B, đúng chưa? Vì đây khi chuyển động theo phương ngang giống như cái chuyển động ném xin của các bạn đó, đúng không? Khi nó chuyển động theo phương ngang thì nó chính là chuyển động thẳng đều, được chưa? Nó chính là chuyển động thẳng đều, như vậy nó không bị ảnh hưởng của trọng lực. Câu 1.38: đạn sẽ đạt được tầm xa tối đa nếu bắn góc ở nếu nó bắn ở góc bao nhiêu độ? Như vậy đây chính là cái bài chuyển động ném xin nè. Khi chúng ta ném theo nó hợp với phương ngang một góc là 45 độ, giống như đẩy tạ đó các bạn. Hôm nọ thầy đã nói về cả một cái video, thầy có một cái video nói về chuyển động ném xin, và thầy đã chứng minh được rằng khi cái ném chúng ta ném một góc
đúng không? Với vận tốc ban đầu là V0 hợp với phương ngang một góc 45 độ thì tầm bay xa của nó sẽ đạt giá trị cực đại, L max của chúng ta sẽ đạt giá trị cực đại. Như vậy cái câu này chúng ta chọn đáp án D. Câu số 1.39. Cuối một cuộc chạy đua, một người chạy tăng tốc với gia tốc, đây là chữ A là 0,3 m trên giây bình phương, và trong thời gian T là 12 giây để đạt tốc độ, đây là VT, đúng chưa? Người ta hỏi tìm vận tốc một người chạy khi bắt đầu tăng tốc là hỏi chữ V0. Thì bây giờ chúng ta có nè, theo công thức VT bằng V0 cộng cho AT, từ đây thầy sẽ suy ra cộng V, đúng không? V0 dùng quy tắc chuyển vế bên kia có gì chúng ta cứ ghi lại, vế bên kia là VT, cộng cho AT chuyển qua thành trừ A nhân T. Rồi, thế số vào. VT của các bạn là 6,6, trừ cho V0 của chúng ta, xin lỗi, trừ cho A là 0,3. Đúng chưa? Đây là chuyển động tăng tốc. Như vậy gia tốc và vận tốc sẽ cùng dấu với nhau. Vận tốc các bạn thế là cộng 6,6 rồi, thì gia tốc các bạn cũng phải thế là cộng 0,3. Đây là dấu trừ của công thức nha. Rồi nhân cho thời gian là 12. Như vậy các bạn thế số vào đây, chúng ta sẽ tính ra được là 3 mét trên giây. Đúng không ạ? Đây là vận tốc. Đây là vận tốc ban đầu của người này là 3 mét trên giây. Rồi, chúng ta qua câu 1.40. Một ô tô khởi hành từ lúc đứng yên. Như vậy đây là chữ V0. Khi gặp đề bài chúng ta nghe, chúng ta khi gặp đề bài các bạn thấy khi khởi hành, bắt đầu khởi hành từ trạng thái nghỉ, tức là vận tốc ban đầu bằng 0. Như vậy khi ô tô bắt đầu khởi hành từ lúc đứng yên thì vận tốc ban đầu bằng 0. Hoặc khi chúng ta đọc đề bài mà gặp chữ đang chạy với vận tốc bao nhiêu đó, thì đó chính là V0 bằng cái giá trị đó, tức là vận tốc ban đầu bằng cái giá trị đó. Đi được quãng đường, đây là S là 50m, trong thời gian T là 60 giây. Người ta hỏi tìm vận tốc cuối cùng của ô tô. Như vậy, vận tốc cuối cùng tại thời điểm T này, đi được quãng đường 50m trong thời gian là 6 giây nè. Như vậy tìm vận tốc cuối cùng của ô tô. Thì bài này chúng ta dùng ngay công thức độc lập thời gian VT bình trừ V0 bình bằng 2 nhân cho A nhân cho S. Và từ đây thầy sẽ suy ra vận tốc cuối cùng là VT bình cộng V0, thầy chuyển qua là trừ V0. Như vậy là 2A nhân S, xin lỗi, trừ V0 chuyển qua thành cộng V0 bình phương. Muốn mất bình phương đi lấy căn, đúng chưa? Lấy căn bậc 2. Ở đây chúng ta lưu ý vì vận tốc của nó là chuyển động cùng chiều dương, như vậy chúng ta lấy dấu dương luôn nha. Lấy căn bậc 2 anh này lên luôn là 2A nhân S cộng cho V0 bình phương. Rồi các bạn thế số vào. 2 nhân A là... bài này chưa có là... chưa có gia tốc rồi các bạn ơi. Đúng không ạ? Thầy có S rồi, thầy có V0 bằng 0 rồi, đúng chưa? V0 bằng 0 đây nè, lúc đứng yên thì V0 bằng 0. Như vậy thầy muốn tính vận tốc cuối cùng mà thầy chưa có A. Như vậy đầu tiên thầy phải tìm A cái đáng. Như vậy chúng ta tính công thức này chưa được. Đầu tiên câu A nè, thầy tìm A ha. Tìm gia tốc nè. Thì theo công thức chúng ta có công thức quãng đường nè sẽ bằng là V0 nhân T nè cộng 1/2 A nhân T bình nè. Rồi các bạn thế số vào cho thầy, S là 50 nè, V0 của chúng ta là bằng 0, thầy khỏi ghi. Chỗ này là 1/2 nhân cho A là cái ẩn chúng ta để nguyên, còn T bình phương tức là 6 bình phương nó là 36. Rồi tương đương lên 50, 36 chia 2 thì được 18A. Vậy từ đây thầy sẽ suy ra gia tốc A. Các bạn lấy 50 chia cho 18, đúng chưa? Và nó sẽ bằng là 2,78. 2,78 đơn vị là mét trên giây bình phương. Có gia tốc rồi, khi đó chúng ta mới vận dụng, chúng ta sẽ ghi lại chỗ này, đúng không? Rồi khi đó các bạn thế vào đây, A của các bạn là 2,78 nhân cho S là 50, rồi cộng cho 0 bình phương thì thầy gọi ghi rồi. Rồi các bạn tính chỗ này nha. Căn bậc 2, 2 nhân 2,78 nhân cho 50
và đáp số của chúng ta nó sẽ xấp xỉ là 16,67. Như vậy thầy lấy là 16,7 luôn, đơn vị là mét trên giây, đúng chưa? Đó là xong nội dung câu 1.40 của chúng ta. Đó là xong câu A thôi. Bây giờ tới câu B nè. Câu B đề bài người ta nói rằng, đây thầy làm câu B ở chỗ này luôn ha. Độ lớn gia tốc của ô tô là bao nhiêu? Thì đây thầy đã tính độ lớn gia tốc của ô tô rồi, chỗ này, đúng chưa? Các bạn cũng có thể tính cái quãng đường ở câu A nè. Các bạn có thể tính cái quãng đường đi được. Chúng ta có nè, quãng đường đi thì bằng tốc độ trung bình, đúng chưa? Bằng tốc độ trung bình nhân thời gian. Tốc độ trung bình bằng vận tốc sau cộng cho vận tốc cuối cùng. Vận tốc đầu cộng vận tốc sau chia cho 2 rồi nhân cho thời gian t. Rồi các bạn có thể quy đồng lên. Chúng ta có thể quy đồng lên nè. Nhân cho 2s bằng, ở đây là chia cho t, nó sẽ bằng v0 cộng cho gì đây ạ? Vt. V0 này bằng 0 rồi. Như vậy từ đây các bạn có thể suy ra Vt này chính bằng là 2s chia cho t, tức là 2 nhân cho 50 thì là 100. 100 chia cho 6, các bạn tính chỗ này nha. Thầy bấm máy, 100 chia cho 6 thì nó sẽ bằng là cũng là 6,67 luôn, đúng chưa? Nó xấp xỉ 16,67 hay là 16,7 mét trên giây đó, đúng chưa? Như vậy cái câu số 1A này các bạn có thể tính bằng hai cách. Cách 1 chúng ta có thể làm đây, cách 1 đây. Các bạn tính trực tiếp, tính đầu tiên tính gia tốc trước, sau đó tính VT. Hoặc là cách 2 chúng ta có thể tính quãng đường đi được, đúng chưa? Chúng ta có quãng đường đi được bằng vận tốc trung bình, tốc độ trung bình nhân cho thời gian nè. Mà tốc độ trung bình thì bằng là vận tốc đầu cộng vận tốc sau chia 2, đúng chưa? Vận tốc lúc đầu cộng vận tốc lúc sau chia cho 2, được chưa? Rồi các bạn quy đồng lên, chúng ta sẽ ra VT vận tốc cuối. Đó là nội dung câu 1.40. Bây giờ chúng ta qua câu 1.41. Một người đi xe đạp đang đi với vận tốc, như vậy gặp chữ đang đi thì đó là V0. Đây là V0 là 5,6 mét trên giây. Thì bắt đầu gia tốc, với gia tốc A là 0,6 mét trên giây bình trong khoảng thời gian T là 4 giây. Tìm quãng đường người ấy đã đi được trong khoảng thời gian này, tức là S. Như vậy có gia tốc, có vận tốc đầu, có thời gian, chúng ta tìm A. Xin lỗi, chúng ta tìm S, chúng ta dựa vào công thức V0T cộng 1/2 AT bình phương. Rồi các bạn thế số vào nha. Các bạn thế số V0 của các bạn là 5,6 nè, T là bằng 4 nè, cộng cho 1/2 nè A, vì đây là chuyển động nhanh dần đều, đúng chưa? Chuyển động nhanh dần đều. Như vậy A của các bạn thế là cùng dấu với vận tốc luôn, tức là 0,6 rồi nhân cho T bình, đó là 4 bình. Rồi ta thế số vào thì các bạn, sau khi các bạn thế số, đáp số của chúng ta nó sẽ ra là 27, xấp xỉ 27 mét. Đó là xong nội dung câu A. Câu B, tìm vận tốc cuối cùng sau khi tăng tốc. Như vậy chúng ta có nè, theo công thức là VT bình trừ V0 bình bằng 2AS, suy ra VT bình trừ V0 chuyển qua thành cộng V0 bình cộng cho 2A nhân S. Rồi muốn mất bình phương đi, thầy lấy căn, nó sẽ bằng căn bậc 2 V0 bình cộng cho 2S. Thế số vào, V0 của chúng ta là 5,6 bình phương cộng cho 2 nhân cho gia tốc là 0,6 nhân cho S của chúng ta, chúng ta mới tìm được ở trên này là 27. Như vậy chúng ta bấm máy chỗ này nha. Căn bậc 2 của 5,6 bình phương trừ, xin lỗi, cộng cho 2AS cộng 2 nhân A, A là 0,6 nhân S là 27. Và đáp số của chúng ta nó sẽ ra là 7,98, đúng chưa? 7,98, nó xấp xỉ là 7,98 hay là 8 luôn cũng được, đơn vị là mét trên giây, đúng không? Đó là nội dung câu số 2. 41. Bây giờ chúng ta qua câu 42. Một xe ô tô đang chạy
Như vậy gặp chữ đang chạy đó là V0. Đây là V0 là 4 là 22 m trên giây. Gặp chữ đang thì đang chạy với vận tốc bao nhiêu thì đó là V0 nha. Thì người lái xe nhận thấy biển báo hạn chế tốc độ phía trước mặt. Anh ta giảm dần tốc độ của xe đến cái vận tốc. Như vậy đây là vận tốc lúc sau, thể hiệu là chữ VT. Trong quá trình giảm tốc độ, người đó đi được cái quãng đường, đây là chữ S, là 125m. Tính gia tốc A của xe. Như vậy, công thức liên hệ giữa anh này, chúng ta có công thức tính A nè, ta có nè, có nhiều công thức tính A, đúng chưa? Nhưng mà vì bài toán này nó cho vận tốc đầu, cho vận tốc sau, cho quãng đường. Như vậy, chúng ta tính A, chúng ta dựa vào cái công thức độc lập thời gian. Đó là VT bình trừ cho V0 bình bằng 2 nhân A nhân cho S. Đúng không các bạn? Tại vì bài này không có thời gian, như vậy chúng ta tính A, tính công thức này. Đúng chưa? Tại vì có thể tính A dựa vào công thức là VT trừ V0 chia cho T trừ T0 đó. Nhưng vì ở đây nó chưa có thời gian, do đó các bạn tính cái công thức này là không được. Như vậy bắt buộc chúng ta tính A phải dùng công thức này. Từ đây thầy sẽ suy ra A nhân cho 2S, thầy chuyển qua thành chia 2S. Như vậy VT bình trừ V0 bình chia cho 2S. Thế số vào 14 bình trừ cho 22 bình chia cho 2 nhân cho 125. Và chúng ta tính chỗ này thì đáp số của chúng ta nó là 1,2 m trên giây bình phương. Đó là xong nội dung câu A. Câu B, người lái xe phải mất bao lâu để thay đổi vận tốc này? Đúng không ạ? Như vậy chúng ta dùng ngay cái công thức mà chứa vận tốc. Bây giờ thầy làm câu B nha. Chúng ta có nè, công thức mà có vận tốc với thời gian, đó là công thức VT bằng V0 cộng cho A nhân T đó. Từ đây thầy suy ra A nhân T cộng V0 thầy chuyển qua là bằng VT trừ V0 nhân cho A thầy chuyển qua thành chia cho A. Như vậy suy ra T sẽ bằng VT trừ V0 chia cho A. Rồi các bạn thế số vào. VT của các bạn ở đây là bằng 14. V0 là chỗ này là 22 rồi. Chia cho gia tốc của chúng ta là không đổi là 1,2 rồi. Đúng chưa? Chỗ này của chúng ta ở đây là âm 1,2 mới đúng nha các bạn. Âm 1,2 nha. Đúng không ạ? Như vậy chỗ này là âm 1,2. Rồi các bạn thế số vào. Các bạn tính nha. Chỗ này thầy bấm máy nha. 14 nè, trừ cho 22 nè, chia cho trừ 1.2 nè. Thì kết quả của chúng ta là 6,66 hay là 6,7 đó các bạn. Đúng chưa? 6,7 nha. Như vậy chỗ này là 6,7 đơn vị là mét trên, đơn vị là giây. Đơn vị chỗ này là giây nha các bạn nha. Tiếp tục chúng ta qua câu cuối cùng. Một ô tô đang đi trên đường thẳng với tốc độ không đổi. Đúng không? Đang đi như vậy với tốc độ không đổi thì đây chính là V0 là 24 m trên giây. Ô tô này đã chạy quá tốc độ và vượt qua một cảnh sát giao thông đang ngồi trên một chiếc xe mô tô đứng yên. Như vậy cái ô tô này đang đi trên đường thẳng với tốc độ không đổi thì ô tô này chính là chuyển động thẳng đều nè. Đúng không? Với vận tốc ban đầu V chính bằng là 24 m trên giây nè. Đúng không? Ta đọc ta hiểu như vậy. Người cảnh sát ngay lập tức đuổi theo ô tô với gia tốc. Đây là gia tốc của cảnh sát. Thầy ký hiệu là chữ A2 đi. Là 2,1 m trên giây bình kể từ thời điểm ô tô vượt qua xe cảnh sát. Như vậy đây, ví dụ như ô tô đang chạy với vận tốc là V bằng 24 m trên giây này đi, thì bắt đầu xe cảnh sát rượt theo. Đúng chưa ạ? Và rượt theo từ trạng thái nghỉ với vận tốc ban đầu của xe cảnh sát này bằng 0. Bắt đầu chạy nha. Và vector gia tốc A2 đây nó chuyển động nhanh dần đều. Như vậy vector gia tốc A2 nó sẽ cùng chiều với vector vận tốc này. Được chưa? Rồi người ta hỏi, kể từ thời điểm ô tô vượt qua xe cảnh sát, như vậy ngay tại cái thời điểm này thầy chọn gấp thời gian là lúc bắt đầu xe ô tô vượt qua xe cảnh sát. Người ta hỏi sau bao lâu thì xe cảnh sát đuổi kịp xe ô tô này. Như vậy thầy sẽ chọn cái để xe cảnh sát đuổi kịp xe ô tô thì thầy
chính là thầy viết cái phương trình chuyển động của xe ô tô và viết phương trình chuyển động của xe cảnh sát. Sau khi đuổi kịp nhau thì cho hai cái phương trình chuyển động nó bằng nhau, đúng chưa? Tức là D1 sẽ bằng với D2 đó. Thì chúng ta giải cái phương trình này, chúng ta sẽ tìm được cái ảnh T, đó là ảnh thời gian. Như vậy bài này thầy có thể vẽ hình như sau. Đây, vị trí này là xe, lúc này là xe ô tô, nó chạy qua xe mặt, chạy qua mặt xe cảnh sát và đang chạy với vận tốc là 24 m/s. Như vậy để viết được phương trình thì thầy phải chọn hệ quy chiếu, đúng không? Thầy chọn là trục OX là trùng với quỹ đạo chuyển động, là quỹ đạo chuyển động, quỹ đạo chuyển động của hai người này đều là đường thẳng hết, đúng chưa? Rồi góc O, góc O tại vị trí xe ô tô vượt qua cảnh sát. Rồi thầy chọn tiếp tục là góc thời gian T bằng 0 là thời điểm, là lúc xe ô tô vượt qua xe cảnh sát, đúng chưa? Rồi bây giờ tức là đây, ban đầu xe ô tô đang chạy với vận, đây là trục tọa độ nha, đây là trục tọa độ OX nè các bạn, đây là xe ô tô đang chạy với vận tốc, thầy hiệu đây là V1, đúng chưa? Nó là bằng 24, độ lớn nó là 24 m/s nè. Lúc này cái xe 2 này nó chạy với vận tốc ban đầu là V02 này nó bằng 0 nè. Tức là cái xe cảnh sát này nó chạy với vận tốc ban đầu bằng 0. Và vector gia tốc A2 nó sẽ cùng chiều với chuyển động, tại vì nó tăng tốc lên mà, đúng chưa? Nó tăng tốc với gia tốc là 2.1 m/s. Như vậy thầy sẽ viết phương trình chuyển động của xe ô tô là D1 đó. Vì đây là chuyển động thẳng đều, như vậy thầy sẽ dùng cái công thức D01 cộng cho V1 nhân cho T. D01 là vị trí ban đầu của xe ô tô so với gốc tọa độ. Ban đầu xe ô tô ở đây, gốc tọa độ ở đây. Như vậy D01 của các bạn là bằng 0. Cộng cho V1, vì V1 nó cùng chiều dương rồi, như vậy chỗ này là cộng 24T. Rồi tiếp tục chúng ta viết phương trình chuyển động của xe cảnh sát, đó là D2 đó. Vì xe cảnh sát này chuyển động thẳng, nhanh dần đều, như vậy phương trình chuyển động nó sẽ có dạng D02, đúng chưa? Cộng cho V02T cộng 1/2AT bình phương. Rồi các bạn thế số vào. D02 là vị trí ban đầu của xe cảnh sát so với gốc tọa độ, tức là trùng với O, vậy nó bằng 0. Cộng cho V02, tại vì xe cảnh sát xuất phát, bắt đầu xuất phát, như vậy V02 là bằng 0. Cộng cho 1/2 nhân A, gia tốc của chúng ta, vì đây là chuyển động nhanh đều, như vậy gia tốc là cùng chiều với vận tốc, tức là vận tốc ta thế dấu dương thì gia tốc ta thế dấu dương luôn. Như vậy gia tốc đề bài nó cho là 2.1, như vậy nhân cho 2.1 nhân cho T bình phương. Rồi bây giờ mình nói khi xe cảnh sát đuổi kịp ô tô thì D1 sẽ bằng với D2, tức là tương đương lên D1 của chúng ta là bằng 24T, D2 là 1/2 nhân 2.1T bình. Như vậy 24T bằng 1/2 nhân 2.1T bình phương, đúng không ạ? Từ đây thầy có thể rút gọn đơn giản T đi được. Về mặt toán học chúng ta không đơn giản đi T đi được nha, đúng chưa ạ? Về mặt toán học ta không đơn giản đi T được, vì ở đây thời, nếu về mặt toán học chúng ta không đơn giản đi được, tại vì còn có thể là nghiệm không. Nhưng vì về mặt vật lý, thời gian của chúng ta là số dương, như vậy chúng ta không bao giờ lấy nghiệm không. Như vậy thầy có thể rút gọn T đi bình thường nha. Do đó chỗ này là 24 nè, T với T đơn giản mất. Chỗ này còn 1/2 nhân 2.1 nè, nhân cho T. Từ đây chúng ta suy ra T có phải là bằng 24 nhân 2 chia cho 2.1 không ạ? Đúng không? Chia 2 chuyển lên nhân 2, nhân 2.1 chuyển qua hàng chia 2.1. Rồi các bạn lấy 24 nhân 2 rồi chia cho 2.1, nó sẽ bằng là
22,86. Đúng chưa? 22,86 đơn vị là giây. Đó là xong nội dung cái câu câu A. Về mặt toán học nó còn có một nghiệm không nữa nha, nhưng mà về mặt vật lý chúng ta có thể rút gọn đi luôn, tại vì không lấy thời gian là âm được. Được chưa? Tại vì đuổi kịp thì chắc chắn nó phải lớn hơn không rồi. Rồi người ta nói các xe đi được quãng đường bao nhiêu mét trong thời gian đó. Như vậy mình trả lời xe 1 đi được là S1 đó, vì nó chuyển động thẳng đều, như vậy nó bằng là V1 nhân T. V1 của ông ta là 2 là 20 mấy đây, 24 nhân T là mấy đây, là 22,86, và nó bằng với S2 luôn. Tại vì chúng ta đã chọn gốc tọa độ là lúc hai xe này nó cùng lúc ô tô vượt qua xe mà vượt qua xe cảnh sát mà, như vậy nó đi tới vị trí này thì trùng nhau, vậy đây là quãng đường S1 thì đây cũng là quãng đường S2 luôn. Đúng chưa? Và các bạn thế số vào, các bạn nhân lên lấy 22,86, các bạn nhân lên cho 24 thì kết quả của chúng ta được 548,64 mét. Đúng chưa? Đó là xong nội dung câu này. Rồi, video này đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo, đó là từ bài 1.43 44 trở đi.